Hôm nay giảng về hạnh phúc kinh, hạnh phúc kinh. Trước khi sư đọc cái bài hạnh phúc kinh đó, thì thưa với sư Tòa Nhẫn như thế này, tại vì cái lớp học này đó, Nguyên Như đã mời pháp sư đủ rồi, tức là thứ hai, thứ ba là sư Pháp Thanh, thứ tư, thứ năm là sư Pháp Tính và Huy Niệm, thứ sáu là của King King Miranda. Cho nên mình có cái khoảng thời gian từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi, đó là cái khoảng đầu để mình tụng kinh lễ bái tam bảo thọ tam quy ngũ giới, thì mình có khoảng nửa tiếng để mình chia sẻ. Còn 9 giờ rưỡi tới 10 giờ rưỡi là giờ của pháp sư rồi, thì mình chỉ là người dự thính thôi. Khi nào pháp sư vắng thì mình sẽ điền, sẽ spiritus động, sẽ điền vào chỗ trống. Rồi sư hoan hỷ ha. Sư có thể chia sẻ Phật pháp từ khoảng 9 giờ đến 9 rưỡi nha. Mô Phật. Trong khi chờ đợi sư Pháp Tính đến, sư đọc cái bài hạnh phúc kinh trước nha. Vì nhớ bài kinh này rất là hay ha. Hạnh phúc kinh. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ngự tại kỳ viên Tịnh Xá của trưởng giả cấp Cô Độc gần thành Xá Vệ. Khi đêm gần mãn, có một vị trời dung sắc thù thắng, hào quang chiếu diệu, sáng tỏa kỳ viên đến nơi Phật ngự. Tỉnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, bạch Đức Phật bằng bài kệ rằng: Chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc, hằng tầm cầu mong đợi một đời sống an lành. Xin Ngài vì bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng. Mô Phật, sư thấy sư Pháp Tính đến rồi, xin kính lễ sư. Và bây giờ mời một vị lên thỉnh pháp sư nha. Sư xin gửi mic lại chứ. Rồi nhanh nhanh lên, giơ tay. Con kính đại diện đạo tràng để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Ramma chaloka dipati sahang bati katang chali angthi varang aya chatha. Sangti tha sapa ra chấp kha cha tika đề xê tu thăm măng anu căm bì măng bà chăng sát tham ma bê rinh vina yăng cha ca yăng sút tăng cha băng đăng api thăm mà chấm măng a cô ta yăng tô sát tu sắc cha đẳng đăng ba vô thành ye bà ri sa và mạnh chê. Con đã thỉnh pháp sư xong ạ. Con kính dâng mít cho sư Pháp Tính ạ. Con kính thỉnh sư. Sa thú lên thay. Nam mô Bụt Thầy giá. Con là sư thạch kính đến lễ đến thượng tọa thanh tâm đại đức Nguyên Thông, và cùng kính lễ đến đại đức Tuệ Nhẫn, cùng là chư tôn đức tăng. Kính chào đại chúng. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục học kệ ngôn số 3, Attathamma Panyithi. Vậy thì trước khi bước vào phần thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhavantang api vadhemi so kato ka thammo thammang namas subhati mano bhagavato sāvaka sangho sanghang namami lokatta nathang varamutta mahang buddhang ak thamman ak bạn mami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân cầu ý tán dương ân đức của tam bảo.
Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ở nước Tam Bảo một cách đóng tắt, cùng thành kính dâng đến chư tôn tăng. Và xin chia điều phước này với cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn nhà hộ quý vị cùng tâm tu an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giác. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục với cái kệ ngôn thứ ba, Attasamabhaniti. Atta ở đây là có nghĩa là chỉ cho bản thân. Atta có nghĩa là bản thân hay là tự thân của mình. Còn Sammabhaniti, Samma có nghĩa là hợp lý hoặc là đúng đắn. Bhaniti, Bhaniti có nghĩa là cái sự quyết định, cái sự quyết định hay là cái ước nguyện, cái nguyện vọng của mình. Nhưng mà chúng ta nhớ ở trong cái câu kệ ngôn này đó, thì quan trọng nhất là chữ Bhaniti. Tại vì sao? Tại vì ở trong cái cuộc đời của chúng ta, ở trong cuộc tu hoặc là ở thế gian, chúng ta đều có cái quyết định hết, Bhaniti. Chúng ta đều có cái Bhaniti này hết. Nhưng mà chúng ta có quyết định sai hay là quyết định đúng? Quý vị thấy rằng ở trong cuộc đời của mình đó, mình sống từ nhỏ tới lớn, từ xưa tới nay, bất cứ mình làm một cái chuyện gì đó, nó đều có một cái sự quyết định ở trong đó. Nhưng mà chúng ta có đôi lần chúng ta quyết định đúng, nhưng mà có đôi lần chúng ta quyết định sai. Vậy thì hôm nay á, chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe một loạt về quyết định sai, một loạt về quyết định đúng. Trước tiên á, là chúng tôi ở với sư trưởng thì được sư trưởng dạy rất là nhiều điều. Trước khi mình nói một cái điều gì đó, trước khi mình trình bày một cái gì đó, mình cũng phải có cái sự định nghĩa. Cũng như bây giờ á, chúng ta nói về cái quyết định sai á, là do đâu? Thì đúng là do tâm bất thiện rồi, đúng là do tâm bất thiện nó làm cho mình quyết định sai. Nhưng mà những cái tạp chất ở trong đó, những cái nguyên nhân mà nó điều khiển, như là nó giống như là những cái con át chủ bài mà nó làm cho mình quyết định sai á, là những cái nào? Thí dụ như là quý vị thấy rằng khi mà chúng ta quyết định sai một cái điều gì đó, là một á, là do tham dục nó dẫn dắt nè, hai là do sân hận nó dẫn dắt nè, ba là do si mê nó dẫn dắt nè, bốn là do tà kiến nó dẫn dắt nè, năm á, là do hoài nghi nó dẫn dắt nè, sáu á, là do ngã mạn nó dẫn dắt nè, bảy á, là do bỏn sẻn nó dẫn dắt nè, tám á, là ganh tị nó dẫn dắt. Quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời của chúng ta đó, có đôi lần chúng ta có những cái gì đó chúng ta quyết định sai. Ví dụ như chúng ta gây gổ hoặc là chúng ta vướng vào tà kiến, thì đối với cái sự gây gổ của chúng ta đó, tại sao mà chúng ta cãi với người ta? Tại vì do sân hận nó dẫn dắt. Rồi tại sao mà chúng ta làm cái điều đó nó sai? Là do tà kiến nó dẫn dắt. Thì nó đều đồng sanh ở trong tâm bất thiện hết. Nhưng mà mình muốn nói ở đây á, là do những cái anh này nè, ảnh là chính, ảnh là chính. Thí dụ như tâm tham mà hợp với tà kiến, là tà kiến là cái sự dẫn dắt là chính. Nhưng mà quý vị thấy rằng á, cái dòng sanh tử luân hồi của chúng ta đó, nó bị vô tận, là do đâu quý vị? Là thường thường là do tà kiến nó điều xử. Nhắc đến tà kiến á, quý vị coi ở trên YouTube hiện nay là nói về những cái đạo tràng, những cái chùa ở ngoài Bắc Ninh rồi đó, quý vị thấy rằng là coi như là người ta bị những cái điều này nó rất là nhiều. Vậy thì quý vị thấy rằng như thế nào mà được gọi là quyết định sai do tà kiến nó điều xử? Chúng tôi xin nhắc lại là ở trong cái câu kệ ngôn thứ ba này đó, Attasamabhaniti,
Cái chữ át tá là cái bản thân của mình, là cái thân của mình, cái tự ngã của mình. Samma đó là cái sự đúng đắn hay là hợp lý. Bát ni thí là cái sự quyết định hay là cái nguyện vọng, cái ước nguyện. Mà nó quan trọng á là ngay chỗ cái bát ni thí này. Bát ni thí nó hãy mà nó đúng á, cái ước nguyện hoặc là cái sự quyết định của mình nó đúng á, thì nó dẫn dắt mình đi theo đúng. Còn mà cái quyết định mà nó sai á, thì nó dẫn mình đi theo cái sai. Mà rồi do vậy á, mà chúng tôi trình bày á, những cái quyết định sai của ở trong đời của mình là nó nhiều. Rồi cái quyết định sai đó nó do cái gì dẫn dắt? Trước tiên á, là chúng tôi trình bày cho quý vị nghe đó là nó do tà kiến dẫn dắt, hoặc là do tà kiến nó điều xử mình. Chẳng hạn như ngày xưa ở trong thời Đức Phật, các cái du sĩ Ni Ganh Thá đó, quý vị thấy rằng á, là thực hành khổ hạnh, thực hành khổ hạnh đó là cái tà kiến nó, nó quyết định đó. Cũng như là quý vị thấy rằng á, ví dụ như là những cái du sĩ lõ thể, những cái du sĩ lõ thể ở cái xứ Cô Lý Giá, rồi những cái du sĩ mà thực hành những cái hạnh con bò con chó, những cái vị du sĩ này đi đến viếng thăm Đức Phật, viếng thăm Đức Phật thì có hỏi Đức Phật về cái sanh thú ở trong tương lai của mình. Tưởng mình là tu tập theo cái hạnh con bò, hạnh con chó rồi đó, là tưởng là mình ngon, tưởng là mình chắc là mai mốt là mình sanh thiên. Nhưng mà không ngờ khi mà đi đến hỏi Đức Phật, hỏi lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, Đức Phật mới trả lời. Đức Phật trả lời cái người mà tu theo hạnh con bò đó, khi mà thân hoại mà mệnh chung có hai sinh thú một là sanh vào địa ngục, hai là sanh làm lò bò. Rồi cái người mà tu hạnh con chó cũng vậy, cũng có hai cái sinh thú một khi mà mệnh chung là một là sinh về địa ngục, hai là sinh làm loài chó. Hồi lúc mà chúng tôi mới tu, quý vị biết không, chúng tôi đọc cái bài kinh này chúng tôi thấy rằng những người mà tu cái hạnh con bò con chó họ cũng có cái sự giữ giới nó trong sạch lắm quý vị, họ có cái sự giữ giới nó trong sạch lắm. Thật sự ra đó, nếu mà so ra đó, nhiều khi họ còn giữ giới hơn mình nữa. Họ còn giữ giới hơn mình nữa. Nếu mà quý vị đọc kỹ ở trong kinh đó, những người này giữ luôn tám giới luôn. Những người này giữ luôn tám giới luôn. Ngay cả cái sự nuôi mạng cũng vậy. Ngay cả cái pháp mà nuôi mạng cũng vậy. Chúng ta đó, nhiều khi đó, quý vị thấy không? Nhiều khi chúng ta đi làm nhiều khi đó, chúng ta có được đồng tiền. Chúng ta có được đồng tiền đó, bữa đó đó nó ảnh hưởng đến sân, bữa đó nó ảnh hưởng đến tham, ví dụ như rồi nó ảnh hưởng đến cái sự nói dối hoặc là ảnh hưởng đến cái sự gây gổ. Có nghĩa là quý vị thấy rằng khi mà chúng ta đi làm, chúng ta kiếm được đồng tiền đó, đâu phải ngày nào chúng ta vô chúng ta cũng đúng người đúng việc rồi chúng ta tươi cười đâu. Có bữa chúng ta vô chúng ta gặp cái người trên mình hay là cái người dưới của mình, họ hằng học hay họ cái gì đó, rồi mình cũng cọc cằn, rồi mình cũng nói lại điều này kia, rồi mình làm xong hết cái ngày đó mình đi về. Thì nếu mà quý vị thấy rằng mình tính ra cái đồng tiền lương mà ngày hôm đó mình có được thì cũng có khi là nó sân ở trong đó, quý vị công nhận không? Cũng có khi mình tham ở trong đó, nó mới có được cái đồng tiền trong ngày hôm đó. Thì ở đây chúng tôi nói ra cái điều này đến chi? Để cho quý vị biết rằng là ít nhiều gì trong cuộc đời của chúng ta, trong một ngày làm của chúng ta kiếm được đồng lương nó cũng ảnh hưởng đến sân hoặc là tham. Nhưng mà những cái người mà lúc mà chúng tôi đọc ở trong cái bài kinh này, những cái người mà tu theo hạnh con bò con chó đó, lúc đó chúng tôi mới ngạc nhiên, chúng tôi nói ủa sao những người này người ta tu người ta giữ giới nghiêm ngặt, ngay cả cái giới mà về nuôi mạng hoặc là nghề nghiệp người ta cũng không ảnh hưởng, người ta đâu có làm cái nghề nghiệp gì đâu. Rồi người ta chỉ đi xin ăn, đi cất thực mà ăn với những ai mà người ta vừa lòng, người ta cho, người ta cúng rồi ăn. Thì tại sao những người này tu hành giữ giới như vậy, ngay cả giới chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng như vậy mà cũng giữ luôn, mà tại sao mà sanh làm con bò, làm con chó?
tại sao mà sanh về địa ngục? Lúc đó chúng tôi thắc mắc hoài. Thì sau này mình mới tìm ra đó, tại vì cái tư tưởng quý vị, ngài cái tư tưởng. Thì bây giờ á, mình tu á, mình mong ở trong cái đời sống nào mình thành Phật, à, mình thành các vị A La Hán, thì do cái đó, đó nó điều khiển mình hành động. Cái thí dụ như mình có bố thí hoặc có phục vụ, mình có nghe pháp, mình có hành thiền gì, mình cũng hướng đến cái quả vị đó. Thành ra đến một lúc nào nó đầy đủ thì mình thành, à, mình trở thành một cái vị A La Hán. Còn những người này tuy rằng người ta có giữ giới nhưng mà với cái tư tưởng sai, à, với cái tư tưởng sai quá trầm trọng. Thành ra bây giờ người ta tu, người ta ăn theo con bò, rồi người ta đi, người ta làm cái gì cũng giống bò, rồi ăn cũng giống con chó, rồi đi đứng làm cái gì cũng giống như con chó. Thì quý vị thấy rằng cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì nếu mà có thành đó, thì thành loài bàn xanh, à, thành à, cái loài chó, à, hoặc là thành cái loài bò, à, do cái tư tưởng đó. Thành ra trong cái trường hợp này gọi là cái gì? Quyết định sai mà do tà kiến nó điều xử, mà quyết định sai do tà kiến nó điều xử đó. Rồi quyết định sai mà do ngã mạn, à, do ngã mạn nó dẫn dắt nữa, là có nghĩa là như thế nào? Quý vị thấy rằng đối với tôn chủ Sanchaya, là đối với tôn chủ Sanchaya là coi như là lúc đó, đó ngài Upatissá với ngài Cô Đi Tá đó đi đến, à, gặp Đức Phật, rồi gặp ngài Ách Sắc Chí, rồi bây giờ lúc đó là coi như là đã theo Phật rồi. Nhưng mà nhớ tình xưa nghĩa cũ với người thầy của mình là ông Sanchaya, đi về, à, mới kêu thầy mình đó là thôi bây giờ đi theo Phật đi. Ông nói thôi, à, thế gian này cái người trí là người ngu nhiều, à, thì trả lời cái người ngu nhiều thì mới nói rằng thôi hai người đi làm thầy của người trí đi, còn để lại ta làm thầy của người ngu đó. Thì cái điều đó là quý vị thấy không, đã để ta làm thầy của người ngu, à, hỏi thế gian này người trí nhiều hay người ngu nhiều? Người ngu nhiều, rồi mấy người đi đi làm thầy của người trí đi, còn để ta, à, ngay cái chỗ này nè chúng ta mới thấy là do ngã mạn nó điều xử đó. Để ta làm thầy của người ngu, đã ngu rồi còn làm thầy đó. Thành ra trong cái trường hợp này gọi là ngã mạn điều xử. Thì cái sự mà quyết định sai đó, như lúc chúng tôi nói, à, chúng ta biết quyết định sai nhưng mà chúng ta phải coi do cái gì điều khiển, à, do ngã mạn hay là do, à, tà kiến nó điều khiển ở đó. Hoặc là như cái trường hợp mà quý vị thấy rằng, à, hai cái con dạ so đó, à, hai cái con dạ so mà có một cái con dạ so mà đánh cái con dạ so nanh đá mà đánh cái chì vào đầu ngày Xá Lợi Phất á, là cũng do ngã mạn đó. Bạn cái dạ so bạn á kêu, ê, đừng 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 có đụng vô cái vị đó, đừng có đụng vô ông sư đó, coi chừng, à, đừng có đụng vô. Thì con dạ so này á, nó nghe như vậy nhưng mà nó muốn làm, à, nó muốn làm thử coi sao đó. Nó muốn làm cũng như là do cái bản ngã của mình, à, mình đâu có sợ, à, đó. Thành ra nó quýnh vô đầu ngài Xá Lợi Phất, à, quýnh cái nằm một cái vừa đi phước mắt ngài là, à, địa ngục, à, rút liền, à, đó là cái điều này là do ngã mạn nó điều xử, à, do ngã mạn nó điều xử đó. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong đời này cũng vậy, có những người kêu đừng đừng đừng, đừng làm đó nha, đừng làm đó. Là quý vị nói á, kêu người ta đừng làm là người ta càng làm nữa. Quý vị biết rằng á, chúng tôi cũng có một cái vị quen đó. Mỗi lần mà kêu cái vị đó sửa điện đó, chúng tôi rất là rầu, à, chúng tôi mà tắt cầu dao đó, thì cái vị đó không sửa giùm, mà hãy mà mở cầu dao điện là cái vị đó sửa, à, quý vị biết rằng đó, cái tánh người bây giờ đó, mình muốn cái sự an toàn đó, à, mình muốn cái sự an toàn người đó không chịu, à, hãy mà kêu người ta sửa điện á, quý vị biết nói, mỗi lần mà nói những cái mối dây điện á, cái vị đó cầm quắn 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 quắn, chúng tôi nói lửa mà nó rớt như là người ta biểu diễn xiếc vậy đó, à, vậy mới chịu, à, vậy mới chịu. Mà chúng tôi mà tắt cầu dao á cho an toàn không giờ làm, à,
đó mà nói á, người ta ngã mạng người ta không chịu, người ta giận đó. Thành ra có nhiều lúc á, quý vị biết không, chúng tôi kêu thợ vô làm luôn cho chắc ăn, à, thợ trả tiền à, sòng phẳng đàng hoàng, anh làm phải có an toàn, à, anh không an toàn không không kêu anh làm đó. Thành ra nó bảo đảm hơn quý vị đó. Rồi cái chuyện mà mình quyết định sai do tà kiến, do ngã mạn, điều xử. Rồi bây giờ chúng tôi trình bày cho quý vị coi nữa, cái quyết định sai mà do si nó điều xử là như thế nào, do si nó điều xử như thế nào. Quý vị thấy á, đối với những cái nhóm mà ngoại đạo á, quý vị thấy không, khi mà đi đến là đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, những cái du sĩ Niết Rô Tha đi đến gợi ý Đức Phật, rồi Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật thuyết pháp cho cái nhóm này nghe, là nói về những cái pháp bất thiện á, nếu mà không có được từ bỏ đó sẽ đem lại cái quả khổ ở trong tương lai, rồi ở ngay trong hiện tại thì vẫn bị cái sự già, sự bệnh, sự chết. Nói chung là Đức Phật giảng rất là nhiều, rất là nhiều cho cái nhóm Ni Rô Thá nghe. Nhưng mà sau khi giảng rồi sao thì cái nhóm này nó vẫn ngồi cái đầu nó lừ 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 à. Có nghĩa là ở trong kinh kể lại, sau khi các du sĩ nó nghe Đức Phật thuyết pháp rồi thì nó vẫn ngồi, nó ủ rũ, nó cúi đầu im lặng, không nói gì hết quý vị. Không nói gì, giống như là ở thế gian của mình thường thường mình bị cha mẹ ông bà mà la mình, nó lì lì quá, nó cà lừ nói, nó không biết nghe đó. Đó thì cái đó là những cái người đó đó, họ có cái sự quyết định, họ có cái bán ý thí. Bán ý thí này mà do cái gì, do si nó dẫn dắt. Quý vị nhưng như nhớ chúng tôi học cái này á, giống như hồi đó mình đi học á, thấy cô giáo là cái đầu của em cái đầu của em nó cứng quá, cái đầu của em nó lì quá, như là cô giáo thì quý vị thấy rằng cô giáo người ta là nữ tánh không, người ta ngồi thì người ta dạy học mà có những đứa mà nó lì quá đến nỗi mà mình cảm, bây giờ mà mình hình dung lại mình cảm thấy rằng là cô giáo thì coi như là cái giống như cái người mà nó mong manh vậy đó, mà gặp mấy đứa này nó lì như cái cục đá mài cục đá mà dao mài vô là nó mòn dao chứ nó không có mòn đá đó. Thành ra những cái, hoặc là đối với cái nhóm mà Niro Thá này đó, thì quý vị thấy rằng không, Đức Phật giảng sao giảng mà họ ngồi, họ vẫn ngồi ủ rũ nghĩa ngồi thường lừ vậy đó. Đó thành ra ở trong kinh đó, gọi những cái nhóm này là cái sự mà quyết định sai, do si mê nó điều xử, do si mê nó điều xử. Rồi bây giờ đó, ở trong đời sống của chúng ta đó, như hồi nãy chúng tôi nói, mình có nhiều cái quyết định sai lắm, nhiều cái quyết định sai lắm, mà mỗi cái là nó do một cái ác pháp nó điều khiển mình. Bây giờ đó, chúng tôi trình bày cho quý vị nghe là cái quyết định sai á, mà do bổn sẻn nó điều xử, do bổn sẻn nó điều xử. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, có ngày xưa ở trong thời Đức Phật mà có một cái vị trưởng giả đó. Cái vị trưởng giả đó nó là cha của cái cậu bé Kim Hoàng đó, là cái câu chuyện mà đầu tiên ở trong Kinh Pháp Cú đó, quý vị thấy cái cậu bé Mát Tát Cung Đá Lý đó, Mát Tát Cung Đá Lý đó, có cái người cha là ông Adina Bút Bát Cá đó. Quý vị thấy rằng ông này á, thì sao quý vị, con mình bệnh á, mà không có đem đi, nhà mình thì giàu, bản thân mình rất là giàu, nhưng mà con mình bệnh á, thì không có đem đi thầy thuốc chữa trị, không đem đi thầy thuốc chữa trị, mà cứ lợi hỏi ướm, cái bệnh đó là phải cho uống cái gì, cái cây gì nó phối hợp với cái cây gì, như cứ đi lợi hỏi ốm mấy ông thầy thuốc đó. Rồi mấy ông thầy thuốc á, thì mấy ông nói ra vậy đó, rồi ông đi về ông tự kiếm kiếm thuốc cho con ông uống. Rồi cuối cùng thì sao quý vị,
con ông liệt luôn, là con ông liệt luôn, nó coi như là nó không đúng không đúng thuốc, không đúng bệnh, thành ra do vậy mà dần dần lực cùng sức kiệt, cùng chết luôn đó. Thì cái trường hợp đó đó là do đâu, là do điều do bổn sẻn bổn sẻn nó điều tiết, bổn sẻn nó điều xử rồi. Rồi quý vị thấy rằng á, chưa đâu, ở trong đời sống của chúng ta có lúc á là chúng ta do bị cái gì, bị ganh tị, ganh tị nó điều xử. Cái điều này á thì cũng như quý vị thấy rằng đối với cái người nam với cái người nữ, đối với vị người nam với người nữ, ai ganh tị nhiều, ai ganh tị nhiều hơn? Người nữ nha quý vị, người nữ nha, người nữ khi mà người ta người ta cái sức mạnh ganh tị của người ta rất là ghê nha quý vị. Đó, cái sức mạnh của đứa bé đó là tiếng khóc, và cái sức mạnh của người phụ nữ đó là ganh tị. Cái sức mạnh của người phụ nữ và ganh tị, khi mà cái người phụ nữ mà người ta có cái, người ta đã nổi cái máu ganh tị, thì quý vị biết rằng là cái gì người ta cũng làm, cái gì người ta cũng làm được. Còn lúc mà người ta không có nổi máu lên đó thì thôi, con người nó ngộ vậy. Thì do cái tâm ganh tị này nó chất chứa nhiều ở trong đời này, nên đời sau á, cái người này người ta sẽ có cái cơ hội người ta làm người, có cái cơ hội người ta làm người nữ nữa đó. Cái quyết định sai á, mà do ganh tị á, là trong cái trường hợp nào? Quý vị thấy ngày xưa ở trong thời Đức Phật là có một cái vị trưởng lão ni là tên là Ca Lý, Ca Bí La Ni, Ca Bí La Ni á, thì có một cái kiếp kia đó, bả làm vợ của một cái vị mà trưởng giả ở trong cái thành sao, ở trong một cái thành Sa Quách Thi. Chúng tôi quý vị biết rằng á, như là chúng tôi nhớ cái lần đó, cái lần đó cũng chính cái bà này á, là chúng tôi kể về cái câu chuyện tiền kiếp nha quý vị. Tại vì á, là cái lúc này á, ở trong cái kiếp này á, là cái vị trưởng lão ni này á, cái vị trưởng lão ni này á, là coi như là trở thành một bậc thánh rồi mới kể lại cái câu chuyện quá khứ. Thì cái câu chuyện đó thì quý vị thấy rằng ở trong quá khứ đó, bà ta chỉ có cái gì, chỉ có cãi lộn, mà cũng cãi lộn cũng chúng tôi thật sự ra chúng tôi bị ám ảnh cái điều này nha quý vị. Nhà biết cũng cãi hội chúng á, mà thả mấy người nữ vô cũng cãi lộn đó, ở đâu cũng cãi lộn đó. Rồi bây giờ đọc ở trong kinh điển cũng gặp cãi lộn, hình như là chúng tôi không, chắc chúng tôi dùng viết xó, chúng tôi xó cái này đi đâu cũng gặp mấy cái vụ này hết, ngay cả ngoài đời với trong kinh, mở cái bài kinh nào ra cũng gặp cái chữ cãi lộn. Không biết không biết làm sao mà ông quý vị nè đó, chúng tôi nói xấu gì nè quý vị thấy không? Đó, cái vị trưởng lão ni này nè, cái vị trưởng lão ni này nè, như chúng tôi quý vị nhớ cái tên cái vị trưởng lão ni này đi, Ca Ví La Ni đó, Ca Ví La Ni á, thì bà cái vị trưởng lão ni này kể lại ở trong quá khứ đó, ở trong quá khứ mà ta đó có cái lần đó bà ta cãi lộn với cái cô em chồng, em gái của chồng mình, cãi cãi đã đờ luôn. Thì đang cãi lộn gì đó thì có một cái vị sư đi ngang qua, mà một cái vị đó là viết cái vị Phật độc giác, cái vị sư đi khất thực đó, lại là một cái vị Phật độc giác mới khổ gì đó. Rồi người em gái nó mới ngưng cãi lộn, ngưng cãi lộn đi ra xin thỉnh cái bát của ngài, rồi đem vô nhà mới lấy đồ ăn rồi chất vô bát của ngài đầy và cúng dường cho ngài, rồi dâng cho ngài thọ nhận. Là khi mà ngài thọ nhận rồi, cái người em chồng á, cái cô em gái này đó mới nguyện á, do cái phước này nè bạch ngài, do cái phước này á, con xin á, là đời đời con sanh ra đó, con tránh xa cái bà này ra mấy trăm vô tuần quý vị thấy ghê không đó. Mà cái cô này cũng khổ, cũng khổ,
cúng dường cho người ta đó, thì nguyện con đắc được cái pháp của bậc thánh nhân ha, nguyện cái gì đi không chịu à, cúng dường xong rồi nguyện cái gì, nguyện con tránh xa cái bà nội đó mấy trăm do từng. Thì cái bà này bà nghe bà cũng nóng máu quý vị, à, bà nghe bà cũng nóng máu đó, bà nóng máu thành ra bà lại bà xin ngài cho con mượn cái bát của ngài lại, là cho con mượn cái bát của ngài lại liền đó. Thì miệng thì nói tay thì cầm, miệng thì nói thì tay cầm, nhưng mà ngài cũng đồng ý. Ngài tưởng là bỏ đồ ăn vô hay là cái gì đó, miệng thì nói tay thì cầm, rồi đem đi đổ luôn, đem đi đổ cái thức ăn đó luôn, đổ cái thức ăn đó xong rồi á mới bỏ bùn vô, mà mới bỏ bùn vô thì cái cô em chồng á cô mới nói á, này chị cãi lộn với tôi á, nếu mà chị có ghét tôi á, chị có nóng tôi quá đó thì chị cứ đánh tôi, chị đập tôi, chị làm gì tôi cũng nữa đó à, nhưng mà chị đừng có làm cái hành động đó đối với một cái vị sa môn này, chị chịu không nổi cái nghiệp này đâu à, chịu không nổi cái nghiệp này đâu. Thì lúc đó cái bà chị vợ của anh chồng, vợ của anh mình, chị dâu của mình nó cũng tỉnh lại, cũng tỉnh lại chút xíu, thành ra đó mới quỳ xuống sám hối rồi lấy cái bát đó đổ sình ra, rồi mới bỏ những cái thức ăn vô, bỏ những cái thức ăn vô. Thì những cái thức ăn đó trong đó là toàn là những cái loại bánh mà ở bên ngoài nó có mật, có mật ong, nó vừa ngon mà nó vừa nhìn nó đẹp nữa quý vị. Thành ra đó cái bà này á, bà mới nguyện á là sau này á bà sanh ra đó là cái nước da của bà đẹp như cái loại cái màu của bánh này nè. Thì quý vị biết á, hai người này á sau khi cúng dường xong rồi á đó quý vị thấy rằng á, sau khi mà hai cái người này cúng dường xong rồi đó thì quý vị biết không, là đều sanh về thiên giới, là sanh về thiên giới. Khi mà hết tuổi thọ thiên giới đó rồi sanh về làm loài người, sanh về làm loài người. Thì sanh về làm loài người á, cái người chị á, quý vị biết cái người chị á, khổ nổi là sao quý vị biết không? Cứ bình thường á thì không sao, sanh ra đó thì lúc nào cái nước da rất là đẹp, là cái nước da rất là đẹp, bình thường thì không sao. Nhưng mà hễ mỗi lần mà về nhà chồng á là cái thân của người này á là bốc lên cái mùi thối, là bốc lên cái mùi hôi mà ở trong kinh tả giống như là cái cống bể, là giống như là cái cống nó bị bể. Thành ra lần nào bà ta về nhà chồng á, lần nào bà ta về nhà chồng á đều bị chồng bỏ, là đều bị chồng bỏ hết. Thành ra cuối cùng á bà mới đi tu, là cuối cùng bà mới đi tu. Khi mà đi tu á thì á chứng đạo quả A La Hán rồi á, thì lúc đó là bà là một cái vị trưởng lão ni Phát Đa Ca Bí La Ni, Phát Đa Ca Bí La Ni. Thì bà mới kể lại cái câu chuyện của bà như vậy, hiểu rằng á là do đâu quý vị, do đâu mà cái thân thể có cái mùi hôi đó. Ở trong kinh mới nói lại là do cái sình non đó, là do cái bùn non đó, khi mà được rửa sạch, là tuy rằng lấy nước thơm rửa sạch rồi nhưng mà nó vẫn còn hôi lại cái mùi bùn ở trong bát của quý vị đó. Mà do cái nghiệp đó mà quý vị thấy rằng á, cái đời sống khi mà làm người là do cái sự cúng dường bánh mật đó, mà cái nước da thì đẹp, nhưng mà hãy mà mỗi lần mà lấy chồng về nhà chồng á là cái thân bà sẽ toát ra cái mùi nó hôi giống như là cái cống bị bể đó. Quý vị thấy rằng Sư Huynh Thông thì không biết đọc Sư Huynh Thông không biết đọc kinh điển ở đâu mà viết tùm lum hết đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với cái một một cái ở đây á, thì quý vị thấy rằng là quan trọng là chúng tôi nói về cái gì, quan trọng là chúng tôi nói về những cái quyết định sai, những cái quyết định sai mà do gì quý vị, do ganh tị, là do ganh tị nó điều xử, là do ganh tị nó điều điều xử. Thành ra đó ở trong như hồi lúc đầu chúng tôi nói quý vị thấy rằng ở trong cuộc đời của chúng ta đó, là chúng ta quyết định sai nó rất là nhiều.
Có lúc á, là do chúng ta sân hận, có lúc chúng ta si mê, có lúc chúng ta tà kiến, có lúc chúng ta do ganh tị, là nó điều xử đến cái sự quyết định của chúng ta. Đó, cái quyết định sai là chúng ta biết rồi, chúng ta biết rồi. Ở trong đời của chúng ta đó, thì từ nhỏ tới lớn giờ nó không có thể nào mà chúng ta hoàn toàn quyết định đúng, là không thể nào hết quý vị. Đó, nhưng mà chúng ta có nhiều cái quyết định sai, nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái quyết định sai đó, đó là do tà kiến nó điều khiển, hay là do si mê nó điều khiển, hay là do cái sân nó điều khiển, hay là do cái ganh tị nó điều khiển. Để chỉ quý vị, để mà mình khi mà chúng ta biết được những cái nguyên tố, có nghĩa là nói theo mà ở trong diệu pháp á, mình biết được những cái tâm sở đó nó mang cái tính chất quyết định, thì để mà mình lấy những cái tâm sở đối lập, có nghĩa là mình biết được những cái ác pháp đó để mà mình lấy những cái thiện pháp đó, để mà mình đối lập lại, để mà mình thoát khỏi những cái điều đó. Mình lấy cái thiện để mà mình đè cái bất thiện đó. Đó mình là cái điều đó là cái điều quan trọng. Cái quyết định sai á, mà do sân nó điều xử. Cái quyết định sai do sân nó điều xử á, thì quý vị thấy ai? Đối với Tôn giả Đề Quá Đát Tá. Tôn giả Đề Quá Đát Tá đó, khi mà nhìn thấy Đức Phật như vậy, rồi khởi lên cái mong muốn mà mình được lãnh đạo tăng chúng. Quý vị thấy đó, Tôn giả Đề Quá Đát Tá là coi như là tu tập, là chứng đắc là ngũ thiền mà có thần thông, chứng đắc ngũ thiền mà có thần thông nữa. Nhưng mà khi mà vừa khởi lên cái ý đó, quý vị thấy không, khởi lên cái ý là coi như là lãnh đạo tăng chúng, là làm lãnh đạo tăng chúng, mà trưởng quản tăng gia, là coi như là vừa khởi lên cái ý này là quý vị thấy rằng là thiền định thần thông mất liền. À, thiền định thần thông mất mất liền đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng lúc đó Tôn giả Đề Quá Đát Tá mới đi đến suối dục, mà suối dục vua A Xà Thế là sai người tìm người để mà hành thích Đức Thế Tôn, nhưng mà cái sự việc nó không thành. Hãy mà lần nào mà sai người đi giết Đức Thế Tôn là coi như là những người đó được Đức Thế Tôn tế độ hết, những người đó Đức Phật tế độ hết đó. Thành ra đó, đối với tự thân của Đề Quá Đát Tá mới leo lên núi Chắc Cù Tá, là núi linh thú đó, đó mới xô đá xuống để mà hại Đức Phật, hại Đức Phật. Đó là trong cái trường hợp này là do đâu, là do sân, là do cái sự quyết định của mình mà quyết định sai. Quyết định sai mà do sân nó điều xử, là do sân nó điều xử. Rồi có những cái quyết định á, sai á, mà do tham dục nó điều xử nữa. Đó là trong cái trường hợp nào quý vị? Trong cái trường hợp là mình, cái Đề Quá Đát Tá đó, là muốn lãnh đạo tăng chúng. Muốn lãnh đạo tăng chúng. Thành ra cái câu chuyện của Đề Quá Đát Tá đó, thật sự ra đó, chúng tôi muốn kể những cái câu chuyện này ra để cho chúng ta biết rằng là ở trong khi mà chúng ta còn phàm phu á, cái sự quyết định của chúng ta nguy hiểm lắm. Chúng ta nguy hiểm lắm. Thật sự ra thì quý vị biết rằng á, ở bên cái tôn, những cái tôn giáo bạn có những cái điều á, nó hay nhưng mà nó vừa hay nó vừa dở. Có những người á, người ta khi mà cái niệm mà của người ta khởi lên á, thì tự động là người ta sẽ tìm cái cách người ta dập tắt. Người ta dập tắt. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, có những cái vị thiền sư á, coi như là ai mà vừa khởi niệm lên, ông lấy cái cây ông đập cho một cái liền. Ông đập cho một cái liền. Thì cái điều đó nó hay. Nó hay cái chỗ đó. Nhưng mà sau khi mình đánh người ta rồi mà mình không dạy. Sau khi mình đánh người ta rồi mình không dạy. Ví dụ như những người đó mà người ta có chánh kiến, vừa đánh vừa dạy, thì nó sẽ có cái sự hữu hiệu, nó sẽ có cái hiệu nghiệm.
Còn này người ta hành thiền, người ta lại người ta hỏi mà cứ đánh ra hoài, là đánh hoài mà không dạy. Giống như những người mà những gia đình mà ở bên Việt Nam, à, chúng tôi thấy hãy mà con cái nó làm gì là coi như là đánh, là có cái gì ở đó là cầm lên chọi, cầm lên phang, à, đó cầm lên chọi, cầm lên phang, à, con nít. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người quý vị coi ở trên YouTube ở gần đây nè, à, gần trong khoảng thời gian này, có những người phụ nữ là coi như là hãy mà vừa nói cái ông chồng tán, vừa nói cái ông chồng tán, vừa nói ông chồng tán, chưa kịp nói cũng bị tán nữa đó. Thì những cái trường hợp đó nó quý vị thấy rằng là coi như là xúc phạm, à, xúc phạm đến người ta, à, cái có cái gì đó thì từ từ mình nói, là từ từ mình nói, có nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng có cái sự răn đe và cái sự, à, giải thích, cái sự giáo dục đàng hoàng đó. Chứ nếu mà mình, à, toàn là mình dùng bạo lực không đó, thì quý vị thấy rằng như ở trong Pháp Cú Kinh Đức Phật nói rồi, với hận mà diệt hận thù thì đời này không có được, à, không hận diệt hận thù đó mới là định ngàn thu đó. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái điều mà ở trong cái cuộc sống chúng ta có rất là nhiều cái quyết định, nhưng mà cái quyết định sai á, luôn luôn nó dẫn dắt chúng ta, mà chúng ta nên nhớ cái quyết định sai thì đúng là nó do những cái tâm bất thiện là nó dẫn dắt rồi, nhưng mà chúng ta thấy rằng những cái thành phần chính ở trong đó là những cái thành phần nào, những cái tâm sở tham dục là nó dẫn dắt, những cái tâm sở sân hận nó dẫn dắt, những cái tâm sở tà kiến ngã mạn ganh tị rồi đó, những cái yếu tố này nè nó dẫn dắt đó. Bây giờ chúng ta qua tới cái quyết định đúng. Quyết định đúng có nghĩa là như thế nào? Quyết định đúng á, có nghĩa là chúng ta có cái sự quyết định mà nó thuận theo thiện pháp, mà nó thuận theo thiện pháp để làm chi? Để nó đối lập lại, à, để nó đối lập lại, đối lập lại để làm chi? Để nó thoát ra được, à, những cái trói buộc, à, những cái trói buộc của bất thiện pháp đó. Thí dụ như hồi nãy chúng ta quyết định sai, à, là do chúng ta bị tham dục, bị sân hận, bị tà kiến, bị bọn sản, bị hoài nghi rồi đó. Bây giờ chúng ta có cái sự quyết định đúng để làm chi? À, để mà nó thoát ra những cái trói buộc này. Những cái trói buộc này là đó là tham dục, sân hận, tà kiến, bọn sản. À, chúng ta lấy cái thiện, à, chúng ta lấy cái thiện để mà chúng ta quyết định, à, để mà chúng ta đè những cái bất thiện đó. Vậy thì cái quyết định đúng này là có nghĩa là những cái tâm đại thiện, à, những cái tâm tịnh hảo, những cái sở hữu tịnh hảo nó đồng sanh ở trong cái tâm đó. Quý vị, chúng tôi kể cho quý vị nghe cũng như cái câu chuyện của một cái vị tôn giả, à, Rất Tháp Ba La. Cái vị tôn giả Rất Tháp Ba La đó là quý vị biết đó, là cái vị tôn giả này nào là một cái vị sư mà khi mà xuất gia với cái tuổi rất là già nha quý vị, à, xuất gia với cái tuổi rất là già, nhưng mà cái vị này á, là được mà được mà Đức Thế Tôn ban cho cái mỹ danh là một cái vị mà có cái tánh dễ dạy, à, một cái vị mà có cái tánh dễ dạy. Quý vị biết rằng á, lúc mà cái tuổi về già của cái vị này nó xin xuất gia nó không ai cho, à, không ai cho hết đó, ai người ta cũng ngán ngẩm hết đó, người ta sợ mấy người, người ta sợ mấy người già, tại vì mấy người già thì quý vị thấy rằng á, người ta rất là sợ là, à, do mình bị những cái thói quen, là khi mà mình làm một cái vị gia trưởng, mình làm một cái vị lớn ở trong gia tộc của mình rồi, mình quen cái tánh nó rồi, à, mình quen cái tánh nó rồi. Còn thời nay thì quý vị thấy rằng có những người ta đã từng làm ông nội ông ngoại, đã từng làm chức vụ như vậy, rồi đã từng có những cái học vị như vậy. Thành ra bây giờ mà mình vô á, mình kêu cái người đó mà làm cái vị mà chú tiểu với sa di á, thì quý vị thấy rất là khó, mà thật sự rất là khó. Người ta làm thì làm ở bên ngoài như vậy thôi, nhưng mà trong tâm của người ta nó không có vô được, là nó không có vô được, trong tâm của người ta không có coi mình được là chú tiểu, trong tâm của mình á, là không có coi được là mình là một cái vị, à, sa di,
trong cái tâm của cái người đó không có coi mình được là một cái người mới tu đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong kinh nó cũng cũng có những cái trường hợp mà nói về những cái người mà lớn tuổi khi mà xuất gia rất là khó đó. Nhưng mà trưởng lão tôn giả Rathabala là một cái vị đặc biệt, khi mà xuất gia rồi là được sau một thời gian được Đức Thế Tôn là ban tặng cho một cái mỹ nhân, là một cái vị mà một cái vị có cái tánh dễ dãi. Thì vào thời Đức Phật còn tại thế thì quý vị biết rằng tôn giả Rathabala đó sinh ở trong một cái gia đình thượng lưu, mà quý vị biết đó, thượng lưu ở bên Ấn Độ là thượng lưu thiệt nha, thượng lưu xịn á, thượng lưu mà thiệt đó, chứ không phải là thượng lưu mà giống như mà ở trong Trung Quốc được đâu đó. Thì có lần đó cái vị tôn giả này nè mới nghe nghe hội chúng, thấy hội chúng cầm bông hoa hỏi đi đâu vậy, nó đi nghe pháp, cái vị này đi theo, vậy thôi. Đi theo rồi cũng vô ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp. Sau khi ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi á, cái vị mà thiện nam này nè, Rathabala nè, ngồi nghe hoan hỷ quá. Canh hội chúng về hết, canh hội chúng vừa về hết cái bắt đầu là xin Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, con nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp á, thì con nghĩ rằng á, cái đời sống mà tại gia á, khó mà thực hành trọn vẹn cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Do vậy á, xin Ngài cho con xuất gia, con muốn được xuất gia bạch Ngài. Thì khi mà xin vậy đó thì Đức Phật á, mới hỏi là nhà còn cha mẹ không, còn ai không. Nói còn gì, có xin cha mẹ chưa, chưa đi về xin đi, chưa về xin cha mẹ đi. Thì quý vị thấy rằng ngay cái chỗ này quan trọng rồi. Đó, về xin cha mẹ không cho thì cái vị này mới quyết định là cái bán lý thí nè. Đó, cái vị này mới quyết định nằm dài đó luôn. Bây giờ không cho xuất gia, chỉ có nằm ở đây mà nhịn ăn luôn, nhịn ăn không có làm gì nữa, không có sinh hoạt gì nữa, nằm nữa cho chết luôn, mà nằm cho chết luôn. Thì lúc đó đó thì quý vị thấy rằng Rathabala là công tử mà quý vị, là công tử mà con cưng của một gia đình thượng lưu mà làm sao mà cha mẹ để vậy được. À, thôi cha mẹ cũng đồng ý luôn, cũng thua luôn. Rồi đồng ý thua, rồi nhưng mà nói giờ cha mẹ đồng ý cho con xuất gia, nhưng mà khi mà con xuất gia rồi đó, con nhớ phải về thăm cha mẹ, về thăm cha mẹ. Thì quý vị thấy rằng tôn giả Rathabala đồng ý, rồi cuối cùng thì cũng xin đi xuất gia được. Sau khi cha mẹ đồng ý rồi thì đến chùa, rồi xin thọ giới tỳ khu, rồi Đức Thế Tôn, rồi đi theo Đức Thế Tôn. Rồi khi có lúc á, có lúc á thì quý vị thấy rằng á, tôn giả Rathabala đó là coi như là cứ lo lo hành đạo, nỗ lực rất là chuyên chú. Rồi cuối cùng á, thì không bao lâu á, thì Ngài cũng chứng đắc được quả vị A-la-hán. Khi mà Ngài thì quý vị thấy không, chứng đắc A-la-hán rồi Ngài mới trở về, thăm cha mẹ, nhưng mà quý vị thấy á, khi mà đi về mà gần tới nhà của mình rồi á, Ngài vẫn đi khất thực ở trước nhà vậy á. Nhưng mà do cha Ngài á, nhìn Ngài không ra, thành ra ông ta ghét mấy ông tu sĩ lắm, ghét mấy ông mà tu theo mà ở bên đạo Phật lắm. Thành ra ông ra ông chửi không à, ông không cho gì hết, rồi thành ra Ngài Rathabala đó, Ngài chỉ nhận được những cái lời mà từ chối, những cái lời quý mắng không à, không có nhận được cái gì hết đó. Thì lúc đó đó Ngài mới bước qua một bên chỗ khác. Thì lúc đó cái cô nữ tỳ á cũng mới đem cái đồ mà bị thiêu á, cũng đem đi đổ bỏ. Thì Ngài mới nói á, là nếu mà cái đồ đó mà đổ bỏ đó thì thôi cho tôi xin đi, cho tôi xin cái đồ đó đi. Thì cái người con gái này á, mới thiệt tâm thiệt tình là mới đổ vào bát của Ngài. Thì khi mà Ngài cầm cái bát này đưa ra đó thì cô nữ tỳ này cũng nhận ra đây là chủ nhân của mình. Thành ra đó cô ta lật đật, cô ta về cô ta báo tin cho gia đình biết liền.
là báo tin cho gia đình biết. Thì gia đình khi mà biết rồi á, là thì quý vị thấy rằng gia đình mới chạy ra tìm cái vị sa môn đó liền. Tìm vị sa môn đó thì thấy ngài Đắc-tha-ba-la đang ngồi ở bên vệ đường để mà ăn cái phần cháo chua đó, cháo thiêu đó. Thành ra nó cha ngày ra đó, cha ngày đứt ruột, là đứt ruột như cái người con của mình. Thành ra nó mới kêu á là ngày về nhà ngày ăn. Nói không, là bậc xuất gia rồi, là bậc mà không có nhà. Mà hồi sáng á, tôi đi đến đây á, tôi cũng nhận khất thực, nhưng mà tôi chỉ nhận được những cái lời chửi mắng thôi, chứ không có nhận được cái lời mời ăn gì hết đó, cúng dường gì hết. Thành ra lúc đó cha ngài á, cũng có cái sự hối hận, nên đã thỉnh ngài vào ngày mai đó, ngày mai á, thì hãy ngài đến nhà để mà cai tăng. Rồi ngài cũng im lặng, ngài nhận lời. Khi mà ngài im lặng ngài nhận lời rồi á, ngày mai ngài đến ở trong nhà để mà ngài cai tăng á, quý vị biết không? Ở trong kinh nó nói mấy bà vợ cũ, mấy bà vợ cũ là có nghĩa là ở trong trước lúc xuất gia thì quý rằng công tử Đắc-tha-ba-la là có tới mấy bà vợ, là có tới bốn bà vợ, mấy bà vợ cũ, mấy bà vợ cũ là coi như là trang điểm lộng lẫy, trang điểm rất là đẹp, rồi lấy những cái trang sức mà ngày xưa mà ngài thích nhìn, cái vị thiện gia nam tử đó thích nhìn, đeo vô rồi đem tài sản ra chất đống vậy đó đó. Nhưng mà khi mà cái vị Đắc-tha-ba-la trưởng lão về tới nhà rồi đó, thì mấy bà vợ mới hỏi á, là vì cái người thiên nữ nào, vì cái người thiên nữ nào mà phu quân á, là bỏ mà đi sống đời sống phàm hạnh vậy đó. Thì cái vị này, ngài Đắc-tha-ba-la ngài mới trả lời á, này các chị, không có vì một cái thiên nữ nào hết. Không không có vì một cái thiên nữ nào hết. Thì những cái bà vợ này á, nghe mà nghe ngài kêu mình bằng này các bà chị rồi đó, các bà chị rồi đó, thôi người mấy cái người vợ này mới coi như là buồn, buồn là ngã ra xỉu thôi, ngã ra xỉu thôi. Rồi cuối cùng là khi mà cúng dường xong rồi đó, cuối cùng cúng dường xong rồi thì ngài đã đứng dậy, ngài nói lên những cái câu kệ, những cái câu kệ của ngài đó, ý là ngài nói về giống như là cái xác thân này nè, nó được trang như vậy á, nhưng mà thật sự ra đó ở trong đó đó, nó có nhiều cái vết thương mà nó chưa lở loét ra thôi. Rồi nó có nhiều cái bệnh tật ở trong đó thôi, nó chưa có phát ra thôi, chứ thật sự ra nó không có gì trường cũ. Nhưng mà thật sự ra đó, khi mà mình nghe những cái câu kệ của bậc thánh nói đó, những cái câu kệ của bậc thánh nói đó, hãy nhìn hình bóng trang sức này như nhóm vết thương được tích tụ, bệnh nhiều tham tưởng cũng nhiều, nhưng không có gì kiên cố mà thường thường trú hết. Thì thật sự ra đó, mình coi những cái từ Pali ở trong đây đó, thì thật sự ra đó mình thấy là rất là thật sự, vì rất là thiệt. Quý vị thấy rằng á, ở trong thân mình á, chẳng qua là do đâu quý vị, do là da của chúng ta nó cũng còn hoạt động được, thành ra những cái chất mủ chất máu nó chưa có bị tích tích tụ lại, nó chưa có xì, chưa có bể ra đó. Rồi bệnh nó vẫn còn tiềm ẩn ở trong đó, nhưng mà nó chưa có sanh ra thôi, nó chưa có trổ quả ra thôi. Chứ thật sự ra thì đến một lúc nào đó, 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi, đến cái khoảng tuổi đó là coi như là nó sẽ lòi ra hết. Thành ra đó, các ngài nói lên những cái câu kệ này, rồi nói lên những cái người vợ của ngài đó, những cái người vợ của ngài á, tóc uốn thành 7 vòng 7 lớp, mắt được so với thuốc, so với son, chỉ làm mê hoặc cái người ngu thôi. Đối với cái người mà cầu bờ giác như ngài á, thì không còn mê hoặc được. Nhưng mà quý vị biết là tại sao mà ngài nói vậy? Tại ngài chứng quả A-la-hán rồi nha quý vị, ngài chứng quả A-la-hán rồi, thành ra đó ngài nói cái điều đó được. Còn chúng tôi á, chúng tôi thật sự ra có nhiều khi chúng tôi rất là buồn. Có những vị á, khi mà tu tập á,
nó cũng như trong cái thời điểm đó đó, họ họ tu tập họ được cũng như là được một cái sự an vui gì đó, an vui gì đó, họ mượn những cái câu của bậc thánh này nè, họ nói lên giống y như là mình đã chứng, giống y như mình đã chứng. Thì thật sự ra mình không có đủ khả năng đâu, mình không có đủ khả năng đâu. Ví dụ như thật sự ra bây giờ quý vị thấy không, bây giờ quý vị thấy đối với Bồ Tát của chúng ta, tiền thân của Đức Phật, là một quý vị đạo sĩ mà có thần thông, mỗi lần đi bát là đi vô hoàng cung để mà đi bát có thực ở trong đó đó. Nhưng mà thấy hoàng hậu sao quý vị, thấy hoàng hậu bị tuột cái y ra thôi, khởi lên cái sự tham ái với hoàng hậu liền đó. Mà hoàng hậu là ai, là vợ của ông vua, đụng vô là chém đầu, đụng vô là chém đầu đó. Thành ra đó mà Bồ Tát bị tham ái, thành ra khi nào mà chúng ta còn phàm phu, khi nào mà chúng ta còn phàm phu á, là coi như là chúng ta đều bị cái đó hết. Rồi quý vị thấy rằng á, có những người, có những vị người nói thôi tôi giờ tôi lớn tuổi rồi, tôi lớn tuổi rồi tôi hết tham, tôi không có còn mấy cái chuyện đó đâu, không lẽ tôi nói vậy thì thôi tôi cũng không có tu làm gì nữa, tôi chờ quý mốt tôi hết, tôi lớn tuổi, nhị tôi nhiêu đó tuổi tự nhiên tôi hết tham. Cái điều đó nó có không quý vị? Không có. Không có. Tham này á, là do mình tu tập, do cái trí của mình nó mới đoạn trừ. Nhưng mà khi nào mà mình chưa đủ, khả năng, mà chúng tôi nghĩ rằng á, tốt nhất chúng ta nên giữ cái sự im lặng, tốt nhất là chúng ta nên nhớ rằng là những cái bài kinh Đức Phật hoặc là Ngài Xá Lợi Phất Ngài đã dạy: kham nhẫn đoạn trừ, tránh né đoạn trừ, trí tuệ đoạn trừ, chứ không có lấy cái miệng đoạn trừ, không có lấy cái miệng đoạn trừ. Chúng ta nên nhớ nè, trong cái bài kinh mà đoạn trừ lậu hoặc á, tránh né đoạn trừ nè, kham nhẫn đoạn trừ nè, trí tuệ đoạn trừ nè, lấy niệm đoạn trừ nè, chứ không có cái bài kinh nào mà lấy cái miệng đoạn trừ hết. Không có bài kinh nào lấy cái miệng đoạn trừ hết quý vị. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng có nhiều khi chúng ta thấy rằng cái hội chúng này á, cái hội chúng này là ưa cãi lộn, cái hội chúng này là cãi lộn, mình tránh ra, mình tránh ra cái hội chúng nó ra. Cái hội chúng này ưa tranh cãi, ưa thi tài với nhau, thành ra mình thấy thôi, mình lỡ đó nó phiền não, thôi mình đóng là mình đóng rung là mình đi ngủ, mình đi ngủ đi. Đó, mình tránh né mình đoạn trừ, hoặc là mình đi tụng kinh đi, mình đi coi sách đi đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong kinh Đức Phật dạy cho chúng ta tránh né đoạn trừ, kham nhẫn đoạn trừ, trí tuệ đoạn trừ, đó, mình dùng những cái thiện pháp đoạn trừ chứ không có lấy cái miệng đoạn trừ. Thành ra đó có nhiều khi chúng ta phải tránh. Quý vị biết ngày xưa đó, ngày xưa á, chúng tôi á, khi mà mới học, mới tu học á, mỗi lần mà chúng tôi đi từ Vĩnh Long mà về tới Biên Hòa đó, là đi ở trên những cái chuyến xe buýt. Những cái chuyến xe buýt đó quý vị biết không, có những người ta ngồi á, người ta nói mỉa mai, người ta nói á, người ta ngồi á, quý vị biết á, phụ nữ á, mà ngồi cái chân á, của họ đó gác lên mấy cái thùng bia, có nghĩa là bia mà người ta uống bằng thùng chứ không phải uống bằng lon nữa, mà người ta gác cái chân lên á, rồi người ta nói ôi tôi không có cần gì tu hết á, tôi không có cần gì tu hết á, cứ mỗi tháng tôi ăn chay 4 ngày vậy đó, mà vừa nói mà cái chân vừa gác lên cái thùng bia. Mà quý vị biết đó, chúng tôi cũng biết, chúng tôi biết là rằng là những cái vị nào á mà mới được học ở trong cái giáo pháp này, nhất là nói về chai mạnh á, là nghe những cái câu này là coi như là mần người ta liền. Chúng tôi phải nói là dùng cái câu là mần liền, mần người ta liền, có nghĩa là làm thịt nó liền đó. Đó thì quý vị biết rằng do cái kinh nghiệm của mình, quý vị, chúng tôi mới khuyên thôi sư kệ họ muốn ăn cái gì kệ họ, họ muốn nói gì kệ họ, mình cứ ngồi yên đi. Trên cái chuyến xe này mình chỉ biết mình đi về mình thăm thầy tổ mình thôi, mình thăm gia đình, mình thăm thầy tổ thôi. Còn cái chuyện mà ở trên xe đó, người ta khích tướng mình, người ta nói cái gì cũng kệ người ta, người ta ăn chay được rồi tốt, người ta muốn ăn gì thì người ta ăn đó.
cái vị đó ngồi kế bên nó tức quá, con tức quá, để con nói, là để con nói cho mấy bà này nghe đó, nói chi người ta có nghe đâu mà nói đó, nó người ta không có nghe. Thành ra đó có những cái điều đó đó là quý vị biết rằng đó, ngay cả ở trên cái banh thót này cũng vậy. Ở trên cái bay banh thót này chúng tôi thật sự ra đó, quý vị biết không, cái bữa nào mà không có giảng sư đó, quý vị đem ba cái vấn đề mà chai mặn ra quý vị nói thôi, lát ta bu vô ào ào liền. Tu á thì quý vị nói về cái hành thiền hay là cái chuyện cung kính hay là cái chuyện mà bố thí đó, quý vị thấy rằng người ta không có bàn, nhưng mà quý vị nói về cái đề tài mà chai mặn thôi. Không thôi bữa nào quý vị làm bên nào trước đi, à ngày hôm đó ha, ví dụ ngày hôm đó 30/4 sắp tới ha, là bắt đầu là chúng ta có một cái chương trình thảo luận về chai và mặn. Xin mời quý đạo hữu vào tham dự coi, chúng tôi thấy là quý vị bảo đảm vô ào ào liền à. Mà cái đề tài này quý vị biết rằng được sắp xếp nó đã lâu rồi, đã được giải thích nó lâu rồi, nhưng mà khi mà nhắc đến nó vẫn còn nóng hổi, nhắc đến nó vẫn còn nóng hổi. Thì chúng tôi kể ra những cái điều này đến chỉ vì bây giờ mệt quá rồi. Không bao giờ mà bàn tới cái vụ này, ai muốn ăn gì ăn, miễn sao cúng cho mình ăn được rồi. Phải bữa đó mình hên á, thì mình gặp á, người ta cúng đầu vừa ý, mình có phước thì mình gặp người ta cúng đầu vừa ý, có phước hơn á, thì là được người ta cúng hai ba món được luôn, còn không có phước thì thôi, gặp ba cái đồ gì đó thì mình ăn thì mình quán tưởng thôi. Bỏ vô để mà xay vô bao tử mình, nó xay ra rồi nó chữa trị cái bệnh đói, chữa trị bệnh đói thì mình chỉ có như vậy thôi. Vì chứ bây giờ hơi đâu mà mình tối ngày mình phân tích hoài mệt đó. Thì tại sao mà thật sự ra đó, chúng tôi thật sự ra thì quý vị thấy rằng đâu phải là mình có cái sự chứng đắc gì đâu quý vị. Tại sao? Tại vì mình mệt quá, công việc mình nó nhiều, mình để cái hơi sức đó đó mình giảng ở cái room này hoặc là ở cái đạo tràng kia đó. Chúng tôi thật sự ra, chúng tôi cũng nói thiệt với quý vị á, ngày xưa á, chúng tôi mê cái banh thót này á, chúng tôi mê cái banh thót này giống như là cái nhà, giống như cái phòng của mình á. Quý vị biết là chúng tôi giảng buổi sáng nè, rồi giảng tới đúng đúng 10:30 luôn, chùa đánh kẻng xuống ăn cơm xong rồi lên, chưa kịp nghỉ nữa là bắt đầu coi bài, lặng lát là giảng nhất 1 giờ, 1 giờ 1:30 á, rồi giảng tới chiều luôn, chiều đến nỗi mọi quý vị biết là bỏ tụng kinh luôn, bỏ tụng kinh luôn là chỉ có đi tắm rửa thôi đó, tắm rửa xong rồi lên là giảng luôn buổi tối luôn, mê tới cỡ vậy đó quý vị. Sau này chúng tôi gặp cái banh thót này, là cái chỗ mà tranh cãi dữ lắm, tranh cãi dữ lắm, chạy luôn. Sau này có một thời gian quý vị thấy không, quý vị thấy ít khi nào mà chúng tôi online, rất ít khi nào mà online đó, chỉ có tới giờ là online thôi, tại vì là sợ, mình rất là sợ đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái sự quyết định đúng đó, chúng tôi kể ra cái câu chuyện của ngài Tá Ba Lát, quý vị thấy rằng từ lúc là một cái vị thiện gia nam tử cũng đã có cái sự quyết định đúng, xuất gia để làm chi, xuất gia để thoát khỏi hết tất cả từ tham dục tới sân hận, đến những cái tà kiến, những cái hiểu sai, những cái sự ganh tị đó. Coi như là khi mà chứng quả A La Hán rồi thì chúng ta thấy rằng không, chúng ta giật nguyên một cái lọt đó luôn, giống như là liên châu lượng vậy đó. Giống như là liên châu lượng, coi như là dở cái lưới lên cái là dính hết ở trong đó. Thì ngày xưa thì quý vị thấy rằng á, có rất là nhiều cái nhiều những cái vị á, mà quý vị thấy rằng chỉ có đi theo cái con đường của Đức Phật, mà đi theo cái con đường chánh đạo của Đức Thế Tôn, là coi như là chỉ có đi theo con đường tu tập đó thôi, mà quý vị thấy rằng là thoát khỏi tất cả những cái bất thiện pháp đó. Thành ra chúng ta thấy rằng á, khi mà chúng ta kể ra, chúng ta kể ra cái vị đó do ganh tị nó sai sử, hay là do tà kiến nó sai sử, thì nó rất là nhiều. Nhưng mà khi mà chúng ta đoạn trừ đó, chúng ta đoạn trừ đó, chúng ta chỉ cần đi trên con đường chánh đạo, chúng ta đi trên con đường chánh đạo,
Chúng ta hành theo cái lời của Đức Phật dạy, chúng ta tiến đến được cái mục đích mà Đức Phật mà đã khuyến khích chúng ta. Là chuyện cần làm đã làm xong, chuyện nên làm đã làm xong, là phạm hạnh đã được viên mãn, thì tự nhiên là coi như là những cái bất thiện pháp đó nó được xóa sạch hết đó. Thì chính cái chỗ này nè, quý vị thấy rằng những cái câu mà ngày xưa đó, mà Trung Hoa người ta mình ưa học của Trung Hoa đó, nói rằng là người hiền mình cũng chơi, người ác mình cũng chơi, chơi với người ác để biết cái ác của cái người đó để mà mình tránh, chơi với cái người hiền để mình biết cái hiền đó để mà mình học này kia, thì chúng ta thấy rằng rõ này mình không cần, mình không cần, mình chỉ đi ở trên con đường chánh đạo của mình thôi, là tự nhiên là mình giải mã được tất cả các cái mật mã ở trong cái tam giới này. Mà chúng ta chứng quả rồi là cũng như là chúng ta sẽ giải quyết được hết, giải quyết được hết tất cả những cái mã số, những cái mật mã ở trong cái tam giới này, ở trên cái thế gian này, bất cứ cái gì chúng ta cũng giải quyết được hết đó. Thành ra qua cái chi pháp ngày hôm nay Atta Samma Bát Ni Thí, quý vị tụng những cái bài kinh này thì chúng ta nên nhớ là Atta là cái bản thân của mình, Samma là đúng đắn, Bát Ni Thí là quyết định, cái sự quyết định đúng đắn, cái bản thân của mình có cái sự quyết định đúng đắn. Quyết định đúng đắn có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải làm sao có những cái tâm tốt đẹp, những cái tâm tịnh hảo nhiều, để mà nó đè nén, nó thoát khỏi những cái tà kiến, những cái tham, những cái sân, những cái ganh tị, vân vân, những cái bất thiện pháp đó, thì coi như là chúng ta thoát ra khỏi những cái điều đó thì chúng ta mới quyết định đúng đắn. Còn bây giờ thì chúng ta giống như là cái sợi dây điện nó hở mạch vậy đó, có lúc chúng ta quyết định đúng nhưng mà có lúc chúng ta quyết định sai. Khi nào mà chúng ta dùng nhiều cái thiện pháp mà chúng ta gom lại thì lúc đó là chúng ta có cái sự quyết định đúng. Vậy thì bài học ngày hôm nay chúng tôi trình bày đến đây cũng quá với thời gian rồi, nên chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui và tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên gửi trong 10 vương triều thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Địa Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cảm các vị chư thiên hộ trì giáo pháp cùng với tất cả các vị long vương càng thất bà ngã quỷ a tu la, những chúng sanh già so, những chúng sanh phước mặt phước mài, chư thiên chư dương dương, mong các vị hưởng được phước này để an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Tha Giả. Nam mô Bụt Tha Giả. Nam mô Tham Mài. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Tính đã giảng cho chúng con bài học rất là hay của ngày hôm nay bạch sư. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nu pha vera so thi pha vang pa tu sa pa mangalang tu sa pa devata ba tham ma nu na sa da so thi pha u te pha pa tu sa pa malang rat khang tu sa pa de sa pa sang kha nu pha ve na sa da so thi pha vang tu tất cả phước báo hằng có người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Xà thụ, xà thụ, xà thụ. À, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Minh Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Ya de wa ta san ti vi ha wa si ni re bo thi kha re ta hin ta hin ta tham ma da ne na fa wan tu pu chi ta so thân ka ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mắn cha na wa ca cha phân kha vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca Gamma cha de sa ni gamma cha i sa ra sabba na phu ta sukhita pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni cha ni căng tham ma hoa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ka ron tu sang kha yang Tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mắn tha ra cha bùng ga la sang khổ hô tu sa măng go wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no vô thân sam ba bù nay ya ma tham ma ri yam ba quê đi tê Y đằng nô nhá ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nhà ta vô Y đằng nô nhá ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nhà ta vô Y đằng nô nhá ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nhà ta vô Ý đăng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tú á nà gá tề cà lề cho sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ kính thưa chư vị, Nguyên Như xin kính mời chư vị trở lại trong room Nguyên Như kỳ viên vào ngày thứ sáu ở bên Mỹ cũng như là sáng thứ bảy ở bên Việt Nam. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học lại với kinh Milanda và kinh Milanda cũng nhờ Nguyên Như chuyển lời lại với chư vị là vị nhớ nộp bài nha quý vị. Thầy đang chờ quý vị nộp bài cái gọi là cái bản tổng kết tâm. Thì quý vị làm cho thành cái hồ khung rồi xong rồi nộp cho thầy. Dạ Nguyên Như chỉ xin kính chuyển lời lại thôi ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị.